chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh của Ốc. Và đã lâu lắm rồi, chắc là phải hơn một tháng Ốc đã không làm video về game Play Together. Thậm chí là Ốc còn không vào cái game này luôn, bởi vì là Ốc bị ốm mệt và cũng khá là bận rộn các bạn ạ. Thế nên là bằng cái video này thì Ốc muốn gửi đến thông báo tới tất cả các bạn fan, đó chính là Ốc đã quay trở lại là video về Play Together rồi nha. Và vì cũng khá là lâu Ốc không có vào game nên là cũng không biết là có những cập nhật gì mới ở trong cái game này. Vậy nên là chúng ta hãy cùng vào video ngày hôm nay nhá. Nhưng mà trước đó thì bạn nhớ ấn nút like video, ấn đăng ký kênh và giúp mình xem quảng cáo nhá. Ok. Ui trời ơi, giao diện quen thuộc các bạn ơi. Giao diện quen thuộc mà một tháng nay mình không có vào, trời ạ. Rồi còn không nhớ là tài khoản của mình là cái gì rồi. Mình chỉ nhớ mỗi là mình đang có một cái ngôi nhà siêu đắt đỏ ở trong Play Together thôi. Ok, đưa bạn bé đi chơi trên chiếc xe tuyệt vời của bạn. Mình có xe đấy các bạn ạ, mình có chiếc xe màu hồng. Wow, giờ này thì có vẻ đã có một vài bạn đang ở đây rồi. Chắc là cũng đã đi học rồi ấy, nên là cũng nhiều bạn không có chơi game được nữa. Chắc là Ốc sẽ ít gặp các bạn hơn. Nhưng mà không sao, chúng ta sẽ tiếp tục đồng hành với những người bạn có thể đã gặp được Ốc, hoặc là sẽ gặp Ốc ở trên video game nha. Rồi. Vẫn là Ốc, nhìn không hề bị ngốc, mặc chiếc áo dưa hấu như... Và cái mắt kính cận nè các bạn ơi, giống hệt Ốc ở ngoài đời luôn. Chỉ có điều là mái tóc ở trong này thì màu đỏ, còn Ốc thì là không phải đồ cắt mòi nhá. Ốc là kiểu tóc hoa sen đó các bạn. Đấy. Ok, và không biết có cập nhật gì mới thì chúng ta sẽ vào phần tin tức để xem. Ôi, tin tức nó báo đỏ, tức là có cái mới nha các bạn. Gửi trái tim vào ánh sao trên bầu trời đêm. Ôi, nhìn cứ như là kiểu tiên nữ, kiểu như là thủy thủ mặt trăng ấy. Ôi, quá đỉnh luôn. Thu thập điểm vương miện và đạt đến cấp độ nhất định để nhận phần thưởng đặc biệt. Ok, đi ngay xem nào. À, nó trong này các bạn ơi. Tiền vắt còn ánh sao chứ không phải là phép thuật quỷ. Ok, mở ra. Tôi sẽ trở thành ánh sáng luôn soi rọi để bạn không bị lạc đường trong đêm tối. Đúng rồi, hóa ra là cô gái này á là kiểu như là một thiên thần mặt trăng các bạn ạ. Ủa, thiên thần mặt trăng gì mà ngồi xổm như gì ghê chết vậy. Ủa, nhìn cô gái này ý, các bạn thấy không, mắt còn hai màu. Ui, ui trời, còn trống mông như thế này. Lạ ghê gớm nhưng mà rất là dễ thương nha các bạn. Đó, có cái cải tóc vô cùng là xinh luôn. Đây này. Đó, váy cũng xinh, đầm trăng sao này, dày trăng sao này. Gì đây? Pháp trượng trăng sao này, cái gì đây? Thiên cầu này. Ôi, gấu trăng sao luôn các bạn ơi. Và giới hạn một lần cho mỗi tài khoản là 129.000. Không biết mình có nên mua không ta? À, đắn đo suy nghĩ quá. Mới thế này thì hay là mua đi. Mình mua xong mình lên đồ mình sẽ mặc. Thế thì mình sẽ trở thành cô gái có cái bộ váy VIP nhất trong Play Together tối nay luôn. Trời, quá đỉnh. Còn nhiều lắm các bạn ơi, mà còn có nhận được cả thêm kim cương và tiền nữa. Thôi được rồi, liều ăn nhiều nha các bạn. Ốc là người chơi hệ nạp tiền nha. Tinh tinh. Tiếng tiền rơi vào tài khoản. Đó, mình đã nhận được rồi đấy các bạn ơi. Wow. Ơi, mình nhận được thuyền phép thuật ánh sao nè. Kiểu là còn luxury luôn nha các bạn, đỉnh của chóp luôn. Lại còn nhận được vàng này. Ngoài ra thì là kiếm vương miện từ các nhiệm vụ à. Thế là không phải là mua được tóc trăng sao à. Ốc muốn mua tóc trăng sao cơ. Ôi dồi ôi, thế hóa ra là phải làm nhiệm vụ các bạn ạ. Nhiệm vụ vương miện đồ này kia, kiếm vương miện từ các nhiệm vụ hàng ngày và chơi trò chơi. À, thế là mình phải chơi trò chơi rồi. Được rồi, trên con đường tìm kiếm bộ tóc ánh trăng thì ông sẽ chơi trò chơi các bạn ạ. Nhưng bây giờ buổi tối này chơi gì ta? Đây này, ốc. Ủa, lời mời kết bạn của ốc đấy. Ôi xin các bạn ơi, ngày xưa thì cả bao nhiêu người kết bạn, bây giờ chỉ còn có 6 người. Ui rồi ôi, ốc đã xuống dốc rồi sao? Không, chắc là các bạn rất là yêu quý ốc, chẳng qua là các bạn đang hơi bận việc học hành thôi. Ok, nhiệm vụ hàng ngày của mình là gì đây? Tham gia vào một trò chơi. Ok, vào ngay. Chơi cái gì thì chơi, sợ gì đúng không nào các bạn? Mà quan trọng là phải kiếm được vương miện. Khi kiếm được vương miện, chúng ta sẽ có một bộ tóc mới nha các bạn. Rồi, người cuối cùng còn sót lại sẽ là người chiến thắng. Ok, tôi biết rồi. Ui, bắt đầu tiệc trò chơi nào. Trò này mới đấy, chạy trên vách đá băng.
Hãy cẩn thận, chạy nhanh đến mục tiêu. Ui. Nhìn này các bạn ơi, ốc phần đầu tiên cho trò này luôn á. Khen trò này mới ta. Các bạn mà biết trò này á, chơi kiểu gì thì bình luận phía dưới cho ốc biết nha. À, ha, ok. Đây. Ui, cẩn thận. Ôi, cẩn thận, ơi. Ôi, nó trồn. Ôi, nó trồn. Ôi, nó trồn. Các bạn ơi. Ôi, trồn. Cuộc. Ôi, khủng long xanh. Đừng, em ơi. Trời ơi, đi. Ôi, rồi lại đấy. Rồi. Bạn ơi, cẩn thận. Ôi, trời ơi. Cái băng này nó khó vì nó trơn đấy các bạn ạ. Mình cần phải điều khiển thật là cẩn thận nha. Vừa phải chạy nhanh lại còn vừa phải cẩn thận. Thế nó mới khó. Đừng có mà mãi nói chuyện kéo không để ý được. Và mình còn không có thể. Mày đứa ơi. Tôi nhảy. Cẩn thận, hết sức cẩn thận các bạn ơi. Đấy, mình cua mượt cứ như là siêu sao tay đua số 1 thế giới các bạn. Really nigga. Tôi vừa nói xong trời ạ. Mình nói rồi. Lên cho tôi lên đi. Đã bảo cho tôi lên mà tại sao lại để tôi xuống. Ôi giời ơi. Hết sức cẩn thận. Ôi, lên. Ui. Trời ơi, chỗ này khó vậy ta. Con này bị trơn đấy các bạn ơi. Rồi, cẩn thận. Hết sức cẩn thận. Đừng làm gì manh động. Chúng ta cần phải về đích các bạn ơi, chúng ta cần phải về đích. Đi rồi, nhảy, hay quá. Trời ơi, xuất sắc. Ốc ơi, cố lên, mày sẽ làm được, ốc ơi. Ui. Cái này phải hết sức bình tĩnh từ. Ôi, trời ơi. Cay quá các bạn ơi, cay quá. Ui, trời ơi, cái trò này khó thế. 17/24. Không. Bạn này các bạn, mình phải hết sức là bình tĩnh. Còn 7 người nữa có thể phế đích. Trong đấy liệu có mình không? Mình nín thở các bạn ơi, đoạn này mình phải tập trung. Nên là mình sẽ không nói nhiều nữa nha các bạn. Về đích rồi. Về đích. Ui, trò này lần đầu tiên ốc chơi luôn á, mà cũng về đích được thì là cũng xịn sò rồi. Ái, các bạn khủng long này còn múa cái gì mà múa. Cả người, mình đã về thứ hạng hình như là mười mấy đó các bạn, chứ không đến mức là ấy đâu. À, hạng 19, ôi, suýt soát hạng 20 các bạn. Tí nữa thì hạng 20 rồi, ok. À, dù sao mình cũng đã chiến thắng cái game đầu tiên. Ok. Ôi, nhiều người chết lắm nha. Leo. Vòng 2, băng đường vượt chướng ngại vật. À. Úi dồi ôi, giao thông thì mà hỗn loạn này. Đường nhà ốc còn không đến mức thế này các bạn ạ. Ui. Cẩn thận, ô tô các bạn ơi, ô tô. Ô tô. Ui, xe cảnh sát. Ô la 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 la, xe cảnh sát. Ôi giời ơi, ốc ơi là ốc mày bị xe đâm rồi. Ôi giời ơi, ốc ơi là ốc mày bị xe đâm rồi. Còn cái gì đâu. Ui giời, lại xe cảnh sát lại đâm. Ui, khó thế. Trò này khó quá các bạn. Ui giời ơi, hết xe cảnh sát lại xe cứu hỏa. Trời ạ. Ui giời ơi, hết xe cảnh sát lại xe cứu hỏa. Trời ạ. Trời ơi, mất khoảng 10% tin yếu luôn này. Bạn hãy ủng hộ ốc. Ôi giời, mình không qua được trò này. Không, mình phải hiểu các bạn ạ, mình phải hiểu cái nguyên lý của nó. Đấy, mình mới chơi được. Rồi, xong rồi, để cẩn thận như vậy rồi. Mình cứ lao thẳng về phía trước các bạn. Đấy, dừng lại, đấy, đi. Ui, đáng lẽ mình phải đi luôn mới đúng chứ. Trời ạ, mình cứ cẩn thận quá, không ok các bạn. Trời ơi là trời.
Băng qua đường tàu hỏa. Ok, đường tàu hỏa, đường tàu hỏa. Đó. Tàu hỏa, tàu hỏa, tàu hỏa đến, tàu hỏa đến. Đó. Ôi. Ôi, không được. Đi đi ốc, mày hãy đi đi. Mày đừng sợ gì hết. Ở cái phần màu xanh này các bạn ấy, thì mình sẽ thoải mái đi nha. À ha 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 ha. Đoạn này là mình sẽ phải nhảy lên cái bè này các bạn ơi. Rồi nhảy lên cái bè rồi lại nhảy lên đây. Rồi 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 rồi, cái bè nhảy về đích rồi. Hay quá. Ôi mình chơi hay quá bạn ơi, quá đỉnh, đỉnh của chóp luôn á. Nào để xem có những ai chết. Ui trời ơi, quá bình thường luôn. Ui các bạn chơi gà thế nhở. Trời ơi, ốc một tháng rồi không chơi mà ốc còn chơi siêu thế. Trèo lên tòa nhà đang xây. Ui trời, nguy hiểm nha. Lên, lên các bạn ơi. Ờ, động đất à? Không phải, đấy là mình đang đi lên các bạn. Đấy là ốc đang đi lên đó các bạn. Ok, play. Rồi. Leo chứ gì. À, mình leo lên càng cao càng tốt các bạn. Rồi, leo lên. Lên đi ốc ơi, lên đi, mày sẽ làm được. Gì đây? Lên. 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 Lên hay quá. Lên, lên nữa chưa? Lên nữa chưa? À, quay xe đoạn này quay xe các bạn. Đoạn này lùi lại lấy đà này đó. Nhức cái nách các bạn ơi. Đoạn này đi thế nào ta? À đây, mình nghĩ rồi, mình nghĩ đây. Đấy, rồi mình đi lên. Nhìn cơ các bạn ạ, nó lại còn khổ thế cơ nữa. Ui fail rồi, mình đã đi quá cẩn thận các bạn ạ. À, mình đã không thể thống lĩnh được 3 vòng chơi. Ui mấy bạn này chơi giỏi thật đấy, 8 người đã thành công rồi. Mình đã được, ôi 2 vương miện. Ui 2 vương miện thôi các bạn ơi. Buồn quá, cứ tưởng thống lĩnh được trò chơi, hóa ra không phải các bạn. Đây này, mình sẽ đi chiếc ô tô. Ơ, hình như mình, à mình có cái phi thuyền, quên mất các bạn ơi. Đây, mình sẽ thử. Ôi, trời. Kiểu như này luôn, à, kiểu như này. Sang chảnh lên. What the hell? Đây, rồi đi. Đấy, ôi giời ơi, các bạn ơi, nhìn cái gì chưa bạn ơi? Các bạn ơi, mình thấy mình nhìn đỉnh cao chưa? Ôi giời, các bạn đâu hết rồi? Nào các bạn kia, nhìn đây. Ôi giời ơi. Hỏi những người giàu nhất play chứ bây giờ. Ok. Quá các bạn ơi, nhìn như kiểu là mình đang bay lơ lửng kiểu cân đổ vân trên mây ấy các bạn. Đấy, đoạn này có thể mình đi nhanh hơn hay sao các bạn. Đấy, ôi rồi đi nhanh lắm. Úi, đâm vào thùng rác của tôi. Không sao. Mình sẽ thử là kiểu đi giao hàng bằng cái này xem sao nha. Ok, bạn này cần giao hàng nè. Tất nhiên mình muốn giao hàng mà, mình có phương tiện mới. Ok. Đi thôi. Lấy phương tiện ra. Get go à. Các bạn này nhìn này, ơi trời ơi đỉnh. Ui này,
Thật sự ở trên cái tư thế giao hàng của mình bạn thấy không? Cái tư thế cầm gói hàng của mình nó cũng phải thế này. Kiểu nó rất là nghệ các bạn ạ. Ok nha. Nghệ cả cổ luôn á. Rồi, đi cứu ý. Đi ra đường lớn cho thoáng. Đó, ui, đi vào khu camping các bạn ơi. Ui các bạn nhìn thấy gì chưa nhỉ? Các bạn nhìn thấy mình chưa nhỉ? Ấy à, rồi tuy mình là cô gái shipper nhưng mình lại có cái gọi là cái gì? Thuyền phép thuật đấy. Ở trong này biết giao cho ai đây ta? Rồi đến vào đây thì mình lại lấy cái đồ của mình ra để mình đã đi lè lè với thiên hạ nha các bạn. Đi vào nước thế này thì đấy, có những cái địa hình mà các bạn ơi mình không thể nào mà mình đi được đâu. Ôi là thoát nước rồi bạn. Các bạn ơi, lâu lâu mình không chơi mình chả biết là vào thoát nước kiểu gì luôn á. À đây đâm đầu vào đá rồi. Đừng nói mình là ở trên núi nha các bạn ơi. Ở trên núi ta sẽ có phương tiện trên núi, đó chính là đạp xe các bạn. Đúng rồi. À đây nó có đường, trời ạ. Là mình đi là đâm sầm vào vách đá các bạn ơi. Đây, cái lối vào cửa đây. Wow, ông pháp sư các bạn. Ok. À, ông này đã nhận được hàng rồi. Ui, bây giờ mình lại phải thoát ra các bạn. Đến cái đơn hàng tiếp theo. Chơi đến khi nào pin hết pin luôn các bạn. Ui. Tự luôn. Xuống xe đi. Ở đây chắc là mình phải ra ngoài rồi. Nếu mà ra ngoài mình sẽ ra ngoài luôn. Ồ, không. Phương tiện. Bán chuột. Phiêu 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 phiêu. Vừa lấy ván chuột ra lại xuống hồ. Trời ạ, cay thật sự luôn. Để giao hàng đây. Và giao hàng nốt cho sư tháp là được các bạn. Xin chào sư tháp, tôi đã đến giao hàng và nhận được thưởng. Ok. Tôi đừng đặt hàng nữa. Đặt hàng gì mà ở nơi sâu xa hiểm hóc thế này. Thôi tôi đi ra đây. À, đi tới Plaza các bạn ơi. Không biết là mình đã mua được gì mới hơn chưa. À, mình có kim cương này các bạn ơi. Người thống lĩnh 3 vòng chơi vào được vòng thứ 3 của trò chơi được một cái kim cương nha. Ôi thế là bây giờ mình mới được vào vòng thứ 3 các bạn ạ. Còn những cái ngày trước mình chơi toàn vòng 1, vòng 2 là chết queo luôn. Cả thực sự luôn ấy chứ. Ai à, sao mấy bạn này. Ở đây các bạn để ý không? Không có một ai, không một ai đi chiếc du thuyền như của mình. À, mình lại lấy ra mình đi. Hôm nay trời cao quá. Tự nhiên ốc lại thấy mình xinh gái quá. What the hell? Wow. Một con xe các bạn. Một con xe ô tô vừa đi qua đâm vào ốc. Cả nghĩ mình đi ô tô mà có thể đọ được với lại phi thuyền của ta. Trời ơi, tuổi gì sánh vai ông trai. Rồi. Ô tự nhiên cắt phi thuyền đi luôn. Không hiểu kiểu gì luôn các bạn. Có cửa hàng thế nào. Cửa hàng có nhiều gói VIP luôn đó các bạn ơi. Cô gái thỏ mây đen. Wow. Ui, nhìn kiểu dễ thương ấy. Ở đây là gói cân đẩu vân mây đen. À thế là chỉ có mỗi cái cánh và cái con cân đẩu vân thôi. Kỳ nghỉ style thủy thủ cũng được. Nhưng mà mình đã hết tiền nạp trong hôm nay rồi. Ai xa. Được rồi, mình đi đây đã các bạn. Ui sao mà ở ngoài sảnh này chẳng còn ai các bạn ơi. Các bạn bị gọi là bị đi học rồi nên là các bạn không còn thời gian chơi nữa. À, lại ra đây khoe các bạn ơi. À nhìn thấy chưa? Mai Mèo 03 nhìn thấy gì chưa? Biết ai ở đây là người giàu nhất chưa? Này. Quay vài vòng cho đỉnh cao các bạn ạ. Ok. Và vậy là
là ốc cũng đã vừa hết pin và cũng là hết cái tiền trong chơi ngày hôm nay rồi. Thế nên là ốc sẽ tạm dừng video Play Together ngày hôm nay tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong những video sắp tới. Còn bây giờ thì xin chào, hẹn gặp lại các bạn trong những video lần sau. Bye bye.